Chào các bạn, hôm nay mình lại tiếp theo mình làm clip quay thay cái mặt lưng của con Huawei Nova 3 nha các bạn. Con này mặt lưng hiện tại mình đang có sẵn hàng nha các bạn. Hiện tại bên mình đang có hai màu, màu xanh tím này với màu loại màu đỏ nha các bạn. Này này khách xài nó làm rơi nó bể nát luôn nha các bạn. Con này phía sau nó có cái phím vân tay nha các bạn, này các bạn tháo phải cẩn thận. À, bây giờ mình tiến hành tháo cái mặt lưng này ra rồi mình thay mặt lưng mới vô nha các bạn. Này các bạn nào có nhu cầu đó thay các bạn mang máy đến cửa hàng mình, đợi khoảng 30 phút là kỹ thuật sẽ hoàn thành xong nha các bạn. Này mình dùng máy khò nóng cho keo của mặt lưng nó mềm nó giãn ra rồi mình tháo nha các bạn. Mình tháo lưng ra xong nha các bạn. Mình tiến hành tháo cái socket cái phím vân tay nha các bạn. Này cái dòng này trong quá trình các bạn sử dụng á, các bạn cứ có lỡ tay mà làm rơi bỡ mặt kính trước, mặt kính sau, hoa kính cam gì đó bên mình đều có sẵn hàng nha các bạn, màn hình gì đó bên mình đều có sẵn nha các bạn. Mình đang tháo cái phím vân tay ra nha các bạn. Music.
phím vân tay là dán hơi cứng nữa. Tiếp theo mình tháo cái viền kính camera nha các bạn. Mình tháo luôn cái chụp đèn LED luôn nha các bạn. Đây mặt lưng mới mình dán vô nha các bạn. Đây là lưng mới của mình này. Bây giờ mình tiến hành vệ sinh keo còn sót lại trên cái sườn nha các bạn. Vệ sinh xong nha các bạn. Giờ mình lấy cái lưng mới mình dán vô. Vuốt cho keo nó hết xuống nữa là xong, hoàn thành nha các bạn.
Đây, cái lưng sau khi thay xong nó khít đẹp như zin nha các bạn. Rồi mình đã hoàn thành xong nha các bạn. Chào các bạn, nếu các bạn thấy hay các bạn hãy like và share cái ủng hộ kênh mình để mình có động lực mình làm những video mới khác hay hơn nha các bạn. Rồi chào tạm biệt các bạn.